Đây đâu? ở ờ, cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi Euro Chương trình Tổ quốc. Ở qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt thời gian qua. Ờ, cũng như là các bác đã thường xuyên theo dõi ủng hộ đăng ký và like xe kênh youtube của em phát triển. Và hôm nay à, là ngày 27 tháng 9. Em à, có 40 năm à, trước đầu. À, bán với giá cực ưu đãi à, Đến các bác à, để lấy tiền à, mua bánh trung thu Bác nào à, có bánh trung thu đổi các đầu cho em cũng được à. À, Tất cả à, 40 năm trước đầu này là hàng chưa qua sử dụng tại Việt Nam Bên em thì chỉ chuyên bán đồ bãi thôi Bên em không thu mại không, không đổi các đồ đã bán và đồ đã dùng Việt Nam à toàn bộ sản phẩm ở đây là nguồn điện là 100 trăm hết nhé và em đã có những hình ảnh và video test cũng có một số cái là em chưa làm hình ảnh cũng là video test thôi. các nào cứ đặt tiền mua là em sẽ có đầy đủ hình ảnh video cho các bác để các bác chọn lựa. và cái tích mua ngân hàng của bên em thì bên em không ship hàng COD. bắt nào đặt cọc thì tự trả ship còn bác nào chuẩn đủ tiền thì bên em sẽ báo ship nhé yeah. thế là lưu ý các bác xem và nghe kỹ cái thức mua hàng của bên em trong video và em xin giới thiệu mà thành phố Thức Cổ Chí Minh số điện thoại là 07 23 269 bác nào cần thì qua nhà em cho nữa một sản phẩm bác nào tỉnh xa nên để trực tiếp em qua hotline hoặc kết bạn là Zalo em để tiện trao đổi và ở bên em bán hàng thì ở trong quá trình nhận hàng các bác cứ tiếp kiểm tra nếu không may trong quá trình gửi hàng đi thì sản phẩm nó bị lỗi thì các bác cứ giữ nguyên tem niêm phong đóng gói cẩn thận gửi lại bên em, bên em kiểm tra đủ lượng tiền 100% cho các bác. và các bác đổi sản phẩm các tùy thứ của mình. À, còn trong quá trình mà các bác đã sử dụng thì bên em không bảo hành nhưng bên em hỗ trợ sửa chữa nếu có may sản phẩm bị đổi mà không tự sửa, tiền phí thì các bác thanh toán giúp em. À. Bên em bán hàng rất là rõ ràng à. thay vì các bác phải đi tìm thợ thì bên em đã có thợ sẵn rồi, đã hỗ trợ hết khả năng. À. và bên em mua đầu bên em thì bên em không ngại bất cứ mắt nào ạ, à. mắt nào bên em xử lý được hết ạ. À. À. và cái cách uh, hỗ trợ sửa chữa là không phải trách nhiệm của bên em, bên em chỉ uh, à, hỗ trợ thôi các nhé này các bác lưu ý được đấy, các bác có hiểu lầm đấy. À bên em chỉ hỗ trợ thôi. bác thay vì các bác uh, đi kiếm thợ thì gửi bên em bên em hỗ trợ sửa. Chữa. Đấy. Còn không thì các bác uh, tự đi sửa chữa giúp em. Đấy. Thôi, ở 40 năm uh, sản phẩm này thì uh, làm video rất là dài. nên em tách làm đôi. Thì uh, video đầu tiên thì em uh, sẽ giới thiệu hai hàng bên đây thì có giá tầm khoảng độ từ chín uh, trăm ngàn đồng trở lên còn hai hàng uh, bên uh, tay trái đây thì uh, có giá tầm uh, dưới một triệu trở lại ý. tầm trên trên dưới một triệu trở lại tầm một đội triệu từ uh, triệu rưỡi đổi lại đấy. để cho các bác uh, dễ chọn lựa thì bên đây thì có cả đầu CD và đầu giải mã luôn Đấy. nào có nhu cầu uh, mua tổng tiền nào thì uh, xem video đã đấy cho nó rút ngắn lại thời gian em làm là 40 năm trước đầu này hơi dài đúng không ạ rồi em uh, xin vào báo giá lần lượt từng sản phẩm để cho bác chọn lựa và số điện thoại là 07 23 29. em ở thành phố Hồ Chí Minh à, số điện thoại để tiêu đề của video các bác cứ quan sát nên là trực tiếp hoặc kết bạn giao em đều được nhé Đấy. và các bác mua hàng thì bác phải nhớ rõ cái mua đen nào hôm nay là ngày 27 tháng 9 thì bác để ý giúp em nó ngày bao nhiêu Đấy, thì em mới biết được chứ sản phẩm em rất là nhiều bây giờ các bạn cứ hỏi uh, bưng cơ thì em không thể nhớ hết được đấy. rồi em xin vào báo giá lần lượt hai hàng uh, bên uh, tay phải đây các bác uh, chọn lựa nhé đó, sản phẩm uh, đầu tiên em muốn nói đến là trước đầu uh, của hãng đờ lông màu đen của nó là DCD 1007 ngàn dòng này rất là ít co trên thị trường nó thường công nghệ của dòng mà uh, đà lông 3003 rất là nổi tiếng ạ đấy con này dòng mặt từ đóng rất tốt Đấy, và nó dùng uh, có hai con chip giải mã K2 à, chất âm rất là hay dày dặn chi tiết con này nặng tầm khoảng độ 9 đến 10 cân Đấy. và giá của chiếc đầu uh, đờ lông một uh, ngàn 7 này thì bên em bán với giá là 3 triệu đồng 3 triệu đồng Đấy. tại điểm hiện tại này rất là tốt nữa nhé 3 triệu đồng Đấy. tiếp đến là chiếc đầu quãng Victor model của nó là XLZ531 đây là một chiếc đầu khá ít có ở trên thị trường À, con này dùng chiếc mã K2 là danh tiếng của uh, Victor rồi à, mặt mũi của bạn đẹp nhé nó đẹp hai đồng hồ quát này à, chế đồng của Victor rất ngọt ngào chi tiết là hay cái mặt tiền này có cái sức nhẹ đây này, này không đáng kể các nhé à. và con này thì uh, Victor 531 này thì bên em bán với mức giá là 2,2 triệu đồng toàn bộ chi tiết của sản phẩm thì các bác liên hệ với em thì em uh, sẽ uh, cung cấp hình ảnh của những video chi tiết cho nhé đấy à. Tiếp đến phía trên này là chiếc đầu đĩa Technic, của nó là SNP 550. À dòng này là đàn em của con 770. Con này sử dụng à uh, micra, 256 thì A, tiếng rất sạch sẽ và chi tiết và một đèn kia vậy. À texture rất là đẹp, mắt từ cho đến nó ra 18 bit nhé Xem con này rất là ngọt ngào. Các bác nghe nhạc bà rất là tuyệt vời này. Đấy. Giá Technic uh, 550 này thì bên em bán với giá là 1,1 triệu đồng. 1,1 triệu đồng. Và tiếp bên trên này là chiếc đầu của hãng Yamaha, đen của nó là CDX 600. À, con này đã sử dụng uh, cái linh kiện của bracket, phần tụ bracket thôi, sẽ một rất ngọt ngào chi tiết trung thực luôn. À, mặt uh, mặt ghi màu ghi xám các nhé, cái viền lên viền vàng, đây nó hộ cố nhẹ một chút này. Đấy, à, mắt đọc rất là tốt, à, nhẹ một chút này. rồi mắt đọc rất là tốt, màu quá tiền thị sáng rõ, rất đâm hay. À, và giá của Yamaha này thì bên em uh, bán với giá là một triệu hai Nhá, 1 ,2 triệu hai cái trên này là chiếc đầu gọn con kêu model của nó là C100 con này là màu vàng này là màu vàng chanh cái cạnh bên nó có cấn này năm năm này bắt đọc của Sony à, dễ thay thế và không gian đĩa Đấy. à, giá con C100 này thì bên em bán với giá là 800 000 đồng Đấy. À, tiếp phía trên này là chiếc đầu gọn Victor model của nó là Z511 à, do 11 thì chất ấm rất là hay rồi nhá, về thì tình trạng này nó có bay sữa một chút này à, đây tầm này không gian đĩa nó tầm 6 cân bắt ừ. đọc to rồi thì chưa đấu Victor 511 này à, bên em bán với mức giá là 1 triệu 3 Đây, các bác nghe nhỏ vàng mua dô chữ 75 rất là tuyệt vời này 1 triệu 3 à, tiếp bên trên này nó chỉ đón tích à, đen của nó là 3450 con này về cấn cảnh một chút này đấy văn à, của xa sẽ đâm cho gian từ đường 20 bit nhé À, con uh, Tech 3450 này mình đang giá là 800 000 đồng. 800 000 đồng. Ở à, tiếp bên trên này chiếc đầu con Sony, model của nó là CDPX L570. chiếc à, đầu này dòng đầu đề mới dựa tiết ở giữa hiển thị tên bài hát cũng như là tên album chiếc à, đầu Sony Soli 570 này thì bên em bán với giá là uh, 950 trăm đồng à. bên trên này là chiếc đầu cũng Sony, model của nó là CDP 611 À con này thì uh, cái chữ Sony này nó hơi bay nhũ một chút này. À, mắt rất là tốt, cái phần uh, mặt kính này là hơi kính năm năm. Đây này. Con này thì có 7 nút chỉnh uh, âm sắc này, à, rất là hay. Yeah. Tiếng này hay, bản đọc 240. Đấy. Ở bà giá có một chữ đầu uh, Sony 611 này thì bên em bán với mức giá là uh, 900 000 đồng Đấy 900 000 đồng Tiếp đến là chiếc đầu quãng Soli model của nó là CDP 590. Con này về góc bên đây có cấn nhẹ một chút này. Đây. Đấy. Mà mức cơ bản đẹp, mắt độc tốt. Giá giá của con Soli 590 này thì bên em bán với mức giá là 800 000 đồng Đấy. 800 000 đồng Đấy. Thứ bên trên là chiếc đầu Yamaha model của nó là CDX 100. Con này mặt à nhôm phay màu ghi xám. Đây có cấn chút này. Mắt đọc của Sony dễ thay thế này. Đây đây có sức này. Đấy ở phần đắp lưng của nó thì có phải với ố đấy con này uh, à, chất đậm rất là hay à, giá thì bên em bán với giá là 850 000 đồng 850 000 đồng ở à, tiếp sang bên đây là chiếc đầu đến từ thương hiệu bản thiết ca model của nó, nó cdg với 700 à, đây là dòng đầu 2 trong 1 đọc đĩa cd ghi đĩa cd và là chức năng giải mã không cần đĩa mồi 24 bit qua đường cổng quang qua đường cổng cô xoan và chủ động thanh qua đường lốc đường xuất ra cũng đủ ba đường như vậy nhé đồng hồ hiển thị màu, à, màu à vàng đấy, mặt tiền em này khá đẹp đây với sức nhẹ thôi okay. đấy. ở trước này thì bên em bán với mức giá là 3,8 triệu đồng đấy, triệu đồng em uh, tặng kèm một dây quang dài 1m8 để bác sử dụng nhé đấy. Rồi mã 01 à, các bác có thể uh, cái đối nối với lại YouTube các bác hát ok rất tuyệt vời à, tiếp bên dưới này là trên đầu viên lơ đèn của nó là PDD5 à, con này có chức năng là đọc À, cũng hai xe một đọc đĩa cd ghi đĩa cd và kỹ năng giải mã không cần điểm môi à, 24 bit con này mặt mũi cơ bản đẹp cái dưới này có sự nhẹ thôi không đáng kể trên có vài vết xước thì chiếc đầu uh, Puler PDG D5 này thì bên em bán với mức giá là 3 triệu yeah, 3 triệu à. À, tiếp xuống bên dưới này là chiếc đầu ăn tách model của nó giờ với kép 800 à, con này cũng là chức năng là 2 trong một đọc và ghi đi CD cái chức năng làm giải mã không cần đến mùa 24 bit màu này là màu vàng chanh à, rất là đẹp đấy đầy đủ đường ngõ vào đường quang đường cô xoan cũng như đường alox đường xuất xã đủ ba đường như vậy à. và giá của chữ đầu Tech giờ với kép tám trăm này thì bên em bán với mức giá là 4 triệu tặng kèm một dây quang giờ bốn tám để bác sử dụng nhé à, mặt mũi rất là đẹp nhé này mới ạ à, tiếp tục phía dưới này thì đầu ống Victor model của nó là XU301 à. à, con này thì chức năng là 3 trong 1 đọc đĩa CD À, có khai ba ba cái đĩa này đọc à, đĩa mở đi ghi đĩa mở đi và cái tính năng giảm giải mã cần một đĩa mồi Đấy, mật mà màu này, màu vàng xanh rất là đẹp luôn à, mô đen này cũng rất ít có này chất âm của bích to rất là hay nhé và giá của con à, to xu ba cộng một này thì bên em bán giá hai phẩy năm triệu đồng à, em bao phí ship và tặng kèm một dây quang dài một mét tám để sử dụng tặng thêm một cái đĩa mở đi để cho các bác à, uh, uh, giấy mã các bác có thể là ghi chương trình em ghi cho hoặc có để trắng thì tùy hai phẩy năm triệu tiếp tục phía dưới này trên đầu của hãng Pure model của nó là PDT04 à, con này thì à, nó sẽ tầm khá là hay tôi dùng hai tăng phô mặt phay nhôm màu vàng chanh và dòng mắt ngược Nên nó rất là bền bỉ ổn định và không cái đĩa sẽ đâm của Puler là đều bán dài thì về tình trạng thì nó có cấn nhẹ một chút nhé bên trên nó có cấn nhẹ một chút thôi nó kể nói chung là đẹp hàng tuyển chọn đẹp Đấy, dòng này thì mắt đọc rất là tốt rồi chuyện tâm hay giá thì bên em bán với mức giá là ba à, triệu nhé ba phẩy bốn triệu Đấy. điểm này các bác mua thì giá thành rất là tốt ạ tiếp tục phía dưới này là chữ đầu của hãng Pioneer một đen PDT 05 à, con này thì cũng màu vàng chanh nó đời cao hơn thì không 4, thiết kế khá đẹp buông vắn, đẹp mắt Đấy. À, con này thì cũng dùng bắt ngược rất là bền bỉ ổn định và không kén đĩa trận âm của nó rất là hay đều và dài luôn Đấy. Các bác có những âm đi sáng màu thì ghép vào rất là đẹp luôn. Đấy. Thì, cái dòng mà Pioneer T05 này thì bên em bán rất là 5 triệu nhé. 5 triệu. ở tiếp tục phía dưới này. À, là, là chiếc đầu đến tên Sony. Một của nó là MXDD5C. cuối của dòng à, dòng D. Đấy. Và con này có chức năng là 5, 3 trong 1. Đọc đĩa CD ở bên tay trái. Ấy, thì nó chứa 5, 5 ổ đĩa luôn. 5 cái đĩa. Đấy, đọc đĩa mở đi vào bên tay phải và ghi đĩa mở đi ở cái viên năng giải mã không cần đĩa mồi 24 bit nhé Đấy, con này thì à, rất là xài cao hậu sâu Đấy. Đấy. À, rất là hay cái con Sony à, mấy D, -D 5c này thì bên em bán với mức giá là à, 4 triệu thôi nhé 4 triệu 4 triệu tiếp tục phía dưới này là chiếc đầu ống đờ lông một đen của nó là DMD 1008 AL à, dòng này cũng rất là chất lượng của dòng đờ lông À, con này có chức năng là đọc đĩa mở đi à, và kiếm chức năng giải mã cần đĩa mồi à, 24 bit chất đâm của dòng D là lông uh, DMD mà một AL nó rất là hay cũng nhé tính giá rất là cao và có hạn chế của nó là chỉ là giải mã thì cần đĩa mồi thôi mặt phay nhôm màu vàng gold à, rất là đẹp và sang trọng ở à. à, trước đầu đời lông uh, DMD 1008AL này thì bên em bán với giá là 4 triệu nhé 4 triệu Đấy. Tiếp tục bên dưới này nó trên đầu cũng đờ lông model của nó là DCD 1500 AE, dòng đầu đề mới nó đọc đĩa CD và đĩa ICD. Đĩa ICD là đĩa cao cấp nhé, chất âm thanh rất là tốt. Chất âm rõ ràng là hai bụng bít. Mặt phay nhôm màu trắng. Đấy. rất là dày. Ghép những chữ âm đi một ngàn rưỡi hoặc 2 ngàn trở lên rất là tuyệt vời luôn. Hoặc những âm đi màu sáng màu. Dòng này là chữ âm rất là tuyệt vời rồi. Không phải bàn đến nhé. Đấy. Giá con đờ lông uh, 15500AE này thì bên em bán với giá là 5 triệu 8. À, tiếp tục phía dưới này thì đồng đờ lông model của nó DCD 1630G. Con này là màu vàng gold 2 hội cổ đẹp cổ điển. ban tộc của Sony dễ thay thế. Nhá. để nó rớt cốt vào bên trong đây. À, rất là mới luôn. À. Cảnh đi có sức nhẹ một chút. À. Và chữ đầu uh, đờ lông 1630G này thì bên em bán với giá là 4 triệu 8 nhé. 4 triệu 8 à. rồi em xin uh, phép uh, được dừng cái video thế ở đây uh, để cho hạn chế uh, lại cái uh, cái thời lượng của video cho nên là uh, em uh, giới thiệu như vậy thôi một chút nữa thì em uh, video sau hiện lại tiếp tục uh, cái sản phẩm uh, bên này toàn bộ là đầu CD trong tầm giá tầm trên triệu còn lại uh, để các bác uh, chọn lựa cho nó tiện lợi chưa kéo dài thời gian thì rất là nhiều thời gian các bác xem cũng rất mệt mỏi đúng không ạ. Rồi con nào có nhu cầu uh, mua sản phẩm nào thì nhớ mua đen này. Đấy, và ngày uh, ngày em giới thiệu hàng này hôm nay là ngày 27 đúng không ạ. Đấy, để em uh, thông báo cho các bác. Đấy, số điện thoại là 09 chín 9999 ở thành phố Hồ Chí Minh. Em uh, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video uh, tiếp theo.